Hello cả nhà, em chào tất cả các tình yêu nhé, chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em đang ở vườn, đây em đang ở cái vườn ghép cây của em ở đây. Lâu lắm em không lên cái vị trí vườn này, có vẻ như là lâu rồi không lên nên là cũng không có quay video về cây chia sẻ với các anh chị em và khách hàng ở cái vườn này. Hiện tại thì em đang vườn này em đang sản xuất rất là nhiều na, ví dụ như là na Thái, ví dụ như là na bở của mình nhé, na bở của Việt Nam mình, cũng như là các cái dòng hồng xiêm xoài, hồng xiêm xuân đỉnh, rồi mít, rồi đào, rồi nhãn. Nói chung là ở bên em là đa dạng các loại cây. Đấy, em quay xa cho các quý vị xem. Và cái video của ngày hôm nay em muốn chia sẻ với cả nhà là cái lô mít hàng siêu quả, hàng mít Thái siêu quả các bác nhé. Rất là lâu rồi em Yến đã không chia sẻ những cái video liên quan đến mít. Thực ra thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà chỉ có khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Nam trồng cây thôi. Chỉ có Tây Nguyên, miền Nam và miền Trung trồng cây. Và cái lượng cây em Yến đưa đi các cái tỉnh đó thì đa phần là mọi người trồng những cái dòng cây mà nó cũng không phải là liên quan đến mít nhiều. Mít thì đa phần là em Yến bán ở miền Bắc nhiều nhất. Đây là cái lô mít hàng mít thái da xanh siêu quả cả nhà nhé. Đây là lô mà em Yến đã nuôi vào đất khá là ổn định rồi, cây tương đối đẹp, cao trên 1 mét. Đã ra rễ nha các bác nhé, đã ra rễ, đã tỏa tán này. Cái mà em Yến ngày hôm nay muốn chia sẻ với mọi người thì em sẽ nói cụ thể hơn là vì sao em Yến lại phải sang bầu mít và vì sao lại phải sang những cái bầu đất như thế này để chuyển cho khách hàng. Thì em Yến sẽ chia sẻ cụ thể trong cái video của ngày hôm nay cho bà con, anh chị em và mọi người cùng, có thể là chúng ta cùng tìm hiểu, cùng thảo luận cái vấn đề lý do vì sao chúng ta sẽ phải sang bầu đất như thế này để em Yến bán hoặc là chuyển cho khách hàng của mình. Như là các bác, các anh chị em mình biết đi ạ, thì bản thân cái mít Thái da xanh này khi mà ghép thì các nhà vườn đều ghép trên bầu sơ dừa, đúng không ạ? Bầu sơ dừa cao tầm hơn 20 phân, rộng tầm 16 phân. Cái bầu sơ dừa này nó có tác dụng giữ ẩm khá là tốt đối với tất cả các dòng cây giống. Thì tốt ở mức độ là khi chúng ta ghép và nó có tác dụng giữ ẩm các bác nhé. Thế nhưng nếu như để trong một thời gian dài, nếu như mà các bác nào mà thuộc về các nhà vườn ấy, thì cái này thì chắc là em nói thì các bác cũng hiểu ngay rồi, hiểu ngay ra vấn đề đúng không ạ? Thì thông thường khi mà cái bầu mít siêu sớm ấy mà chúng ta, hay là bất cứ bầu mít gì khi mà chúng ta cho trên bầu sơ dừa, chúng ta ghép trên bầu sơ dừa một thời gian thì cái chất ăn của nó, dinh dưỡng của nó sẽ hết. Đó, cái ngọn và cái phần mắt ghép của nó vươn dài ra. Nó cứ vươn dài lêu nghêu ra như thế. Và sau khi mà nó hết cái chất ăn và cái sơ dừa đấy, nó kiểu như là nó hết cái tác dụng rồi, thì các bác có thể cảm nhận được rằng là cái cây mít lúc đấy nó rất là sơ xác và cái bộ rễ của nó yếu hẳn đi, bộ lá của nó yếu hẳn đi. Và khi các bác đưa cái dòng cây này cho khách hàng của mình, cũng như là các nhà vườn đưa cho khách hàng của mình mà khách hàng của mình không trồng ngay, thì cái mà khách hàng của mình nhận được là gì ạ? Là chúng ta trồng cái cây đó nó chột rất là lâu, hoặc cái tỷ lệ cây hỏng khá là cao. Cái này thì em nói là đúng là bằng, tức là nói chia sẻ ở đây nó là chia sẻ bằng cái lương tâm của người bán hàng, chứ không phải là em chia sẻ theo kiểu là để bán cây của mình. Sau một thời gian em nhập mít về triền miên, em nhập mít siêu sớm, em nhập mít, tức là em nhập các loại mít từ nhiều loại mít khác nhau về, nhưng mà riêng có cái loại bầu mít bầu đất của Malaysia, thì em khẳng định với các bác là mít của bầu Malaysia các bác càng để càng đẹp, vì nó là bầu đất,
nó là bầu đất hoàn toàn, và chúng ta là nhập, nhập của nó là về bầu đất hoàn toàn. Và với cái bầu đất này là nó rất là dễ thích nghi, nên là khi đưa về thì nó không sao. Nhưng mà những cái bầu cây của chúng ta mà đã đặt trong sơ dừa, chúng ta đã để bầu trong sơ dừa mà ghép cây, thì nó chỉ đẹp trong một thời gian đầu, và khi các bác còn đang cho phân. Thế sau một thời gian các bác có thể nhìn thấy là cây nó càng ngày nó càng xấu đi, càng ngày nó càng xấu đi, và nó không thấy, nó không còn được xanh mướt, và nó không còn chất ăn nữa, nó sơ xác dần. Và khi chúng ta trồng thì chúng ta phải chăm sóc khá là vất vả. Và đấy là lý do mà một thời gian dài em Yến đưa mít về, em Yến để mít ở vườn, và em Yến phát hiện ra là cây càng ngày nó càng xấu và càng tệ. Thì em Yến đã thử nghiệm, em Yến thử nghiệm là về em Yến sang hết bầu. Đây các bác có thể nhìn thấy á, về em Yến đã sang hết bầu, từ bầu sơ dừa và hết bầu đất của chúng ta các bác nhé. À, cái đất này là em Yến phay bằng đất màu, đất màu và trộn với một chút chấu, trộn với một chút cũng là một chút sơ dừa, một chút chấu. Chấu thì chúng ta có thể hun dở dang lên. À, chấu thì em Yến thường, bên em Yến là sẽ hun cho nó dở dang, sau đó là sẽ trộn phay thật mịn và thật nhuyễn. Đấy, sau đó là sẽ đóng vào bầu, xé cái bầu sơ dừa ra, lấy cái bầu sơ dừa ra và đưa sang cái bầu này, sau đó đưa đất vào. Các bác có thể nhìn thấy cái mức độ rễ ra, các bác có thể nhìn thấy đây, cái mức độ rễ ra khá là ổn định, khá là đẹp. Và cây thì em không phải chia sẻ, cái lúc cái cây mít giống này đưa vào bầu thì đa phần lô này là lô chỉ có gốc một phân các bác nhá. Thế nhưng mà thực tế là bây giờ nó đã to, nó gốc đã to hẳn lên rồi, mặc dù là thời gian em Yến cho vào bầu mới được có mấy tháng thôi. Mới được mấy tháng thôi mà cái gốc của nó to lên phải vào gấp đôi. Thứ nhất là vào gấp đôi, thứ hai nữa là các bác có thể nhìn thấy cho em là cái phần mắt ghép, khi mắt ghép của cây về thì nó chỉ được có tầm 25-30 phân thôi, đúng không ạ? Cây giống chúng ta đưa về là nó tầm 25 phân thôi, 30 phân thôi. Nhưng trong có một thời gian rất là ngắn em Yến đưa nó vào bầu đất ấy ạ, thì các bác có thể nhìn thấy đấy ạ. Em Yến sẽ cho cả nhà xem là mới được mấy tháng mà cái cây này nó lên tận 80 phân mắt ghép. Cái mắt ghép của nó phát triển cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe luôn. Nó lên thành tán luôn sau khi chúng ta đưa vào bầu đất. Và khi chúng ta đã đưa vào bầu đất như thế này thì các bác có thể nhìn thấy là đầu tiên là cây khá là khỏe, thứ hai nữa là mắt ghép phát triển và phát tán tầm lộc đây này các bác này, phát tầm lộc ngay. Thì những cái dòng cây như thế này khi các bác đưa về trồng thì chắc chắn là không còn lại cái tỷ lệ trột và hỏng nữa. Và ngày hôm nay em chia sẻ đây không phải là chia sẻ đối với mỗi mít thái da xanh các bác nhá, mà tất cả các giống mít, ví dụ như là mít Indo lá bầu, hay là mít rùa đỏ sơ đỏ, hay là mít không hạt, mít tố nữ, tất tần tật các loại mít em Yến đều đã thử nghiệm. Và em Yến đều chắc chắn một điều là với tất cả các cái dòng cây, nếu như mà chúng ta có thể sang bầu, với tất cả các dòng cây nếu chúng ta có thể sang bầu mà chuyển sang bầu đất, chuyển từ bầu sơ dừa sang bầu đất như thế này, thì các bác có thể nhìn thấy là cái mức độ cây phát triển cực kỳ là tốt, cực kỳ là khỏe, phát tán đẹp. Và khách hàng của chúng ta có thể trồng cái cây này hoàn toàn yên tâm, cái tỷ lệ trột hoàn toàn không còn. Với thứ hai nữa là khi về trồng ấy, cái cây này ấy, thì đối với những cái dòng cây mít, hay là em Yến cứ nói chung chung là các dòng mít đi, thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả cực kỳ là hữu ích. Đó là chỉ một năm sau khi chúng ta hạ cái cây này xuống thì cái phần gốc đã khá là lớn rồi. Chúng ta lấy cái cây này trồng thì chỉ một năm sau các bác có thể nuôi được quả trên cây. Vì thông thường đối với cái dòng mít Thái hay là các cái dòng mít khác mà ra quả tầm khoảng bói quả nhanh ấy, thì chúng ta chỉ nhìn thấy nó bói thôi, chứ còn thực ra mà nói ấy, thì cái gốc nó không đủ điều kiện để nuôi, đúng không ạ? Khi chúng ta trồng một cái cây mà gốc, đường kính gốc có một phân thì làm sao đủ điều kiện để một năm sau nuôi được quả. Nhưng nếu như mà chúng ta về chúng ta sang bầu đất như thế này cho khách, chúng ta sang bầu đất như thế này cho khách, trong mấy tháng cái phần gốc nó đã phát triển khá lớn. Thứ hai nữa là cái mắt ghép của nó tương đối là ổn định như thế này, thì các bác sau một năm các bác thoải mái để quả luôn các bác nhé. Và ngày hôm nay em Yến chia sẻ về cái dòng mít mà em Yến sang bầu đất cho cả nhà, và chia sẻ về những cái đặc điểm, những cái tốt, những cái ưu điểm cho cả nhà về những cái dòng cây mà chúng ta có thể sang bầu đất được. Và quan trọng nhất là khi các bác sang bầu đất như thế này, nếu như lượng hàng của các bác bán chậm thì các bác cũng không sợ cây tồn đọng nó xấu đi, mà nó chỉ càng ngày càng đẹp hơn thôi, đúng không ạ? Cái này là nói chia sẻ bằng thật tình chân tình với tất cả các nhà vườn các bác nhé. Đấy, khi chúng ta bán không kịp hết những cái lô hàng của chúng ta mà chúng ta sang bầu đất như thế này,
thì bản thân chúng ta là người không bị thua thiệt, không bị hỏng cây, không bị nghĩa là không bị cây xấu đi, mà cây nó chỉ lớn và đẹp thêm. Mà đã lớn và đẹp thêm thì như nào ạ? Thì giá cây mình bán nó cũng sẽ được cao hơn. Nghĩa là mình cái thời gian chúng ta nuôi lâu hơn, cây nó đã choai đã nhỡ thì chúng ta bán thì giá nó sẽ chênh lên một chút. Nghĩa là chúng ta vẫn là có công, chứ không phải là chúng ta sang bầu như này chúng ta không có công. Đấy. Thế nên là sau cái chia sẻ video ngày hôm nay, em cũng hy vọng là những khách hàng của mình khi chúng ta đi lựa chọn mua cây thì chúng ta cũng nên lưu ý đối với những cái dòng cây mà thuộc về những cái dòng cây nào mà chúng ta nên trồng để phát triển một cách nhanh nhất có thể, mà nó không, cái tỷ lệ cây nó không bị trột, bị hỏng nhiều các bác nhé. Và video của em Yến hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Rất mong là các anh chị em cũng như là quý khách hàng luôn ủng hộ kênh và chia sẻ kênh của em Yến. Cho em Yến xin một cái nút chia sẻ cũng như là một số những cái bình luận thảo luận của anh chị em mình đối với nhau, để em Yến có thể học hỏi kinh nghiệm thêm ở các cái nhà vườn khác nữa. Rồi em Yến xin được tạm dừng cái video của mình tại đây nhá. Em chào mọi người.